Ngon này. Ăn lấy thịt thôi. Bốn cái giòn trưa lại, ngon này. Gia đình ông Trần Quốc Tuấn, 56 tuổi, trú thôn Kiên Phước, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Có một đàn bò 25 con. Có đêm ông lùa bò về chuồng, có đêm để bò ngủ lại khu vực rừng trồng, thuộc thôn Kiên Phước. Sáng ngày 15 tháng 5, sau một đêm cho bò ngủ lại rừng, ông phát hiện mất một con bò nặng khoảng 1 tạ rưỡi, giá thị trường tầm 15 triệu đồng. Sau khi tìm kiếm đến ngày 16 tháng 5, gia đình ông phát hiện con bò chỉ còn bộ xương, da và đầu. Toàn bộ phần thịt bị xả tại chỗ, ở rừng tràm trên đồi. Chuyên đề điện trộm ăn con đi bữa điện con khác. Người nuôi bò ở khu vực này chăn nuôi bò vất vả nhưng thường bị mất bò. Chiều ngày 16 tháng 5, ông Tuấn cho biết, trưa cùng ngày, công an huyện Triệu Phong đã đến hiện trường ghi nhận, làm rõ vụ việc con bò bị xẻ thịt. Ba con có cảnh giác này, ngọt đâu bon. Ăn trộm mình đi thành lấy thịt tôi, con xương, với đâu với chín với giá lần vất lại, lông nơ lần trúc lại tại chỗ. Con này bòn ní là bòn chuyên nghiệp rồi. Con bò đã trang, 10 mấy triệu, mình thịt thành lấy sạch sẽ.